Công an thành phố Hà Nội đang tập huấn sử dụng camera cá nhân cho các cán bộ, chiến sĩ của 15 tổ công tác 141. Những chiếc camera sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chiến sĩ trong quá trình kiểm tra, xử phạt những trường hợp không chấp hành, thậm chí chống đối lực lượng. Những chiếc camera cá nhân này có ưu thế nhỏ gọn và dễ sử dụng. Ngoài tính năng ghi hình hồng ngoại, có thể quay video, ghi âm, chụp ảnh người dân tham gia giao thông trong điều kiện ánh sáng yếu, cho chất lượng hình ảnh khá rõ nét. Chiếc camera này còn có thể tích hợp được với tất cả các loại smartphone, máy tính bảng để người tham gia giao thông có thể kiểm tra lại hình ảnh vi phạm của mình ngay tại hiện trường.